Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta nhìn quán lại đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái phước lớn là chúng ta ở một cái nơi chốn hiền lành, không có những cái thiên tai bão lụt, hay là nói tóm lại là một cái quốc độ mà không có những cái xấu ác quá đáng. Và cái gần nữa thì là chúng ta có ăn mặc đầy đủ, mà có thể nói là quá đủ nữa chứ không phải là chỉ cái đủ thường. Thí dụ như người ta ăn xong người ta có một món la sát dessert là đủ rồi, là người ta coi là đủ phải không? Còn mình là không bữa ăn nào mà dưới 5 món dessert. Mình nói ví dụ vậy. Thành ra là khi mà mình, nếu mà nói về ở cái mặt phước á, mà đôi khi chúng ta cứ nói là tôi không có phước, mình đừng nghĩ như vậy. Thật sự ra là mình có phước, nhưng mà có điều là ít hay nhiều. Mà phước đó loại phước nào? Phước về vật chất hay là phước về ở cái mặt tình cảm? Có nhiều người, người ta thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà ngược lại gia đình người ta đầm ấm hạnh phúc. Có nhiều người gia đình thì không đà, gia đình thì có ăn mặc rất là đầy đủ, nhưng mà ngược lại tình cảm gia đình không có. Hay là có nhiều người có được tình thương của con cái, có nhiều người không. Thành thử ra tất cả đều là cái phước hết. Ngay cả khi mà chúng ta làm chủ tiệm, chủ của một cửa hàng cũng là cái phước. Tại sao người ta cũng làm ăn giống mình mà người ta làm thất bại, hoặc là người ta làm thời gian rồi là người ta phải nghỉ, còn mình mấy chục năm mà mình vẫn được cái business, một cái công việc mà tốt như vậy cũng phải nói là cái phước. Vừa rồi có một đạo hữu lên nói kể với Pháp Hòa là bị người ta lường gạt trong công việc làm ăn, mất rất nhiều, nhưng mà đạo hữu không có tiếc. Đạo hữu cảm thấy rằng tất cả đều là cái duyên thôi. Nếu mà mình thôi đã đến lúc, nhiều khi tự mình thu gọn mình không nỡ, thôi để nó thu gọn giùm mình. Nó thu tổm đi rồi cái là thôi mình không còn gì nữa thì mình phải gọn lại thôi. Chứ nhiều khi tự mình, thí dụ một hai cái cửa hàng mình đang làm vậy đó, biểu một mình tự đóng mình không nỡ, tại vì mình thấy cũng do mình mở ra làm ăn cũng khá tốt, mà giờ do cái chỗ đó nó phóng đường, nó phải giải tỏa, thí dụ vậy, cái thôi mình phải cam tâm. Hay là giờ cái người làm của mình đó, nó lường gạt mình, nó đem xe tới một ngày nọ chở đi hết trơn, thôi tự mình mất của, tự nó thu gọn giùm mình, cái mình làm gọn lại luôn, mình khỏi có phiền. Thì cái đó là cũng một cái phước đó. Cái phước mà có nhận được, có nhận ra được cái chân lý đó cũng là cái phước. Có nhiều khi á, mình không có cái phước nhận ra đó, mình tiếc rẻ rồi mình buồn khổ, mình sầu đau, mình ghét bỏ, trách móc, ngồi đâu rủ đó, mà thật sự của thì đi rồi, mà ôm lại một mối đau khổ cho tâm hồn mình, thì cái đó đâu đúng, phải không? Thành rỡ ra cái phước á, là ở cái chỗ là chúng ta có những điều kiện, từ sự suy nghĩ của mình cho đến những cái đời sống vật chất. Có nhiều người, người ta có được một cái nhìn thấu đáo, cho nên việc gì người ta cũng có thể xả bỏ một cách nhẹ nhàng. Cái đó cũng là cái phước của người ta. Tại sao vậy? Người ta xả được nhẹ nhàng thì cái gì khỏe? Cái tâm nó khỏe. Còn mà nếu mà không xả bỏ nhẹ nhàng thì sao? Cái lòng nó khổ, cái tâm nó khổ. Cho nên tại sao có nhiều người, người ta nhiều việc rắc rối lắm, nhưng mà thấy người ta cũng bình thường. Tại sao vậy? Thoáng qua rồi thôi. Tại vì người ta thấu đáo được một điều là cuộc đời qua mắt tôi. Hòa thượng Trúc Lâm, tức là ngài Hòa thượng Thanh Từ, ngài có làm bài thơ đó: chiết thân tứ đại khói, tức là chiết thân tứ đại này như khói vậy đó. Sinh hoạt thế gian mây, tức là những sinh hoạt thế gian này như một đám mây, lát đổi này lát đổi khác. Chiết thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây. Thành công gì chùm bọt nước vậy, thất bại chùm bọt tan, lợi vinh bông bóng nước, lành dữ tháng mây bay, tháng ngày kế chớp gió, viên mãn bầu trời không. Bài thơ của ngài rất là đơn giản, mà cái nhìn của một cái người, một vị thiền sư, cờ lời lẽ không có gì gọi là cầu kỳ cả. Ngài đem những hình ảnh của cái thế gian này để ngài cho chúng ta thấy. Chiếc thân này nè, cái thân chúng ta đang có đây nè, chỉ là một đám khói thôi.
Và thật sự nó đang bốc ngúng ngúng vậy đó, phải không? Có phải không nè? À, rồi một ngày nào đó rồi cái gì đó mình nhìn cho kỹ rồi cái lớp thượng tọa đó, thấy không, từ từ lên hòa thượng rồi lên hòa thượng thì lên lên bạn. Thì bây giờ mình thấy giống giống như là một cái một mình ngồi đây nè, thấy không? Cái lớp lớn tuổi hồi xưa là mình quý trọng quý bác. Pháp Hòa nhớ hồi xưa Pháp Hòa về đây mười mấy năm trước là bà Giác An ở đây nè, thấy không, rồi bác Diệu Quang nè, bác Diệu Sáng nè, bác Diệu Thảo nè, không, rồi bác Minh Kính nè, đó mấy bác đó giờ từ từ sao không còn, người bệnh người đau đó. Rồi quý vị thấy cô Hải Tịnh là cô Thu mình đó, chỉ có một một cái bữa ăn chiều trưa chùa thôi thấy không khỏe vô bệnh viện rồi giờ là nằm chỗ, thà nó chiết thân tứ đại khói. Rồi cái lớp đó giờ không còn ở đâu hết, bắt đầu lớp hồi xưa ngồi dưới lấn lên. Hồi nãy bà đốc tôi bà nói nếu như á, có một cái một có nhiều quốc gia người ta dùng nước dầu dừa đó, người ta ủ tóc, người ta ủ tóc 1 tuần 2 ngày mà cứ như thế mà làm từ lúc một đứa con nít nó còn nhỏ cho đến khi nó lớn á, cho tính nó 70-80 tuổi đầu nó không có tóc bạc. Phá Hoài nói bác Hòa sẽ về bắt đầu làm ủ tóc. Thì thưa đại chúng là có nhiều khi người ta nghĩ cái phước là gì? Ô, tôi có ăn có mặc là phước, gia đình tôi giàu có là phước, phải không? Nhưng bây giờ Phá Hoài chỉ cho đại chúng thêm cái phước để mình thấy. Khi tâm của chúng ta biết nhận ra những lẽ thật của cuộc đời mà nhẹ nhàng trước mọi việc, mà xả bỏ mọi việc cũng là cái phước. Tại sao cái việc đó người ta chấp trước, người ta đau khổ mà mình lại nhẹ lòng được như vậy? Phải nói là mình có cái phước được suy nghĩ, được thấu đáo, được nhẹ lòng, không chấp trước. Cho nên cái phước vật chất, cái phước của sự suy nghĩ, tư duy nữa. Nếu nói theo nhà Phật á, thì cái đó là cái người mà có dùng vận dụng trí tuệ quán chiếu. Còn nói đơn giản thôi, nói đơn giản là gì? Tôi có phước, tôi biết suy nghĩ đơn giản. Có một lần nọ mấy đứa nhỏ nó chơi với nhau, nó cứ thấy cái xấu của nhau mà, thì nó lên nó cứ hét Pháp Hòa nói sao tụi con á không có cái phước nhìn cái tốt của người khác. Có nhiều khi mình phải nhìn mình, nói là mình, ủa tại sao người thiên hạ người ta cũng có cái tốt chứ sao mình không thấy, cứ thấy cái xấu của người ta không à? Vậy thì thấy cái xấu của người ta là mình mất phước rồi, không có phước. Giờ có phước thấy cái tốt người ta đây làm chi, để mình học. Cho nên đó, bất cứ một người nào trên đời này họ được một cái gì đó, đừng có ganh với người ta, mà phải nói là cái đó cái phước của người ta huân tập. Bây giờ mình muốn được vậy không? Mình học làm giống vậy. Ở đời này không có cái gì mà tự nó có thể có. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái chú đó, bây giờ chú khỏe ghê vậy đó, ăn tiền già, thấy không, rồi đời sống thoải mái, con cái nên người, đâu phải bình thường. Họ mới qua đây nè, vợ chồng làm 2-3 job, đầu tư cho con cái đi học, rồi khuyến khích con cái học hành, nhắc nhở con cái học hành, ngày nay con cái họ nên người thành đạt. Mà phước nữa đó là gì nữa, là họ cố gắng tiện tặng, không có ăn xài phung phí, vân vân. Nhìn mình mới Việt Nam mới qua, nhìn gia đình nó sao khá quá, mình đâu có biết 30 năm trước, 40 năm trước người ta đã cơ cực cỡ nào. Nhưng mà trong cái cơ cực đó người ta có cái phần biết tư suy nghĩ, tư duy để người ta đầu tư cho một cái tương lai. Thành thử mình nhìn cái đó mình nói cái thế phước, cái phước đó do người ta huân chứ không phải tự nhiên mà có. Cho nên á, ngay cả cái ông Ngọc Đế mà chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói theo người Hoa, hay là nói theo người Hoa là Ngọc Đế hay là Đại Đế, cũng là cái phước. Làm vua cũng phải có phước, thấy không? Nhiều khi nhiều ông vua có cái phước hữu lậu thôi, tức là được làm vua, nhưng mà không có cái phước là có được trung thần. Ổng được làm vua nhưng mà ổng không có cái phước có trung thần, toàn là tôi nịnh, cho nên cái phước nó giảm. Gặp ổng thì thích xài, gặp người này thì thích đốc, phải không? Một bên dám xài, bên dám đốc nữa, hay. Thành thử ra
Làm vua cũng là phước, nhưng mà tùy theo cái phước của họ. Rồi khi mà họ có cái phước đó, họ biết làm phước nữa không, để tăng cái phước đó. Cũng giống như quý vị nuôi giấm, gầy được một con giấm. Rồi nếu mình muốn có thêm nữa thì gì? Phải nuôi nó nữa, phải lấy chuối thả vô để nuôi con giấm đó. Lâu ngày mình được nhiều con giấm, mình cho người khác. Nói chung là mình có một cái cây mình thích và ai cũng thích, thì mình biết kiết nó ra nữa. Thì từ ở cây đó nó chia chẻ ra được nhiều cây nữa. Rồi riết là từ 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 ai cũng có cây đó, mà hỏi ra thì từ một cái gốc phước đó. Cũng như thế, phước là một điều kiện chúng ta có, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết tiếp tục gieo cái giống, gầy cái giống phước đó hay không. Ví dụ bây giờ mình có cái phước có ăn, mà chẳng những có ăn mà biết nấu nữa, mà chẳng những biết nấu mà nấu ngon nữa, tại nên mình mới biết là nó trùng với nhau. Có nhiều người biết nấu nhưng mà ở cái hoàn cảnh là không có những cái vật dụng để mình được nấu, hay là người thích nấu mà nấu dở không ngon. Tại cái người mà biết nấu, rồi có nhiều người á ăn thì biết ăn nhưng không biết thưởng thức. Cho quý vị thì nhớ là biết ăn thì ai cũng ăn hết á, nhưng mà cái quan trọng là có cái phước biết thưởng thức không. Mà người biết thưởng thức là không bao giờ chê. Tại sao? Vì cái nào nó có cái ngon của nó. Ví dụ như ăn đứt cốt dừa, trời sao béo như vậy, ủa đứt cốt dừa mà không béo là ăn cái gì. Ví dụ vậy. Cho nên cái gì nó mình hôm rồi đó, có một anh Phật tử đi với Pháp Hòa, thì khi trên xe ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa ảnh nói qua câu chuyện gì đó, thì cuối cùng Pháp Hòa nói là có nhiều người trên đời này biết là một việc nhưng mà hiểu là một việc nữa, hai cái nó khác à. Mình biết mà mình hiểu nữa. Thí dụ giờ hỏi mình nhìn cái món gỏi, biết ngon gỏi nhưng mà không hiểu cách họ làm. Ủa họ làm sao mà chua ngon vậy? Và chắc cái này ngâm giấm không ha. Nó ngâm giấm là nói đơn giản, nhưng mà thật sự khi mà muốn làm gỏi đó phải pha giấm với cái gì nữa để cái cọng gỏi nó giòn và nó chua, mà nó chua ngọt, nó chua có vị chứ không phải là nó chua lè. Thành thử ra trong cuộc đời này có nhiều khi biết là một chuyện mà hiểu nữa. Thành thử ra know and understanding, hai cái nó khác. Knowing, understanding. Mình biết thôi nhưng mà mình chưa hiểu. Mình thấy người đó, mình biết người ta khổ đó mà không biết hiểu, chưa hiểu khổ làm sao. Thành thử khi mình thấy họ, mình biết ôi bữa nay sao mặt nó không có mùa xuân vậy, tôi chào nó không chào, tôi ghét lần sau không chào. Nhưng khi mình hiểu rồi không có giận, ồ thì ra người ta có chuyện gia đình, người ta có chuyện gì đó, người ta bệnh hoạn chi đó. Cho nên cái hiểu rồi đó thì tự nhiên không giận, không buồn. Mà khi mình hiểu rồi không giận, không buồn thì mình nâng đỡ người đó, giúp đỡ người đó thì cái phước nó có. Cho nên trong cuộc đời này ngay cả mình cũng vậy. Nhiều khi khổ đau mình nói ra không được mà người ta nhìn mình ta hiểu, người ta trong cái thầm lặng người ta ủng hộ cho mình, có phước đó. Mình có phước mình được người khác hiểu mình không cần nói gì mà người ta hiểu mình. Có nhiều khi mình có cái phước là không bao giờ cần phải nói là tôi thích ăn gì. Nhưng mà lúc nào người ta cũng làm những món ngon để cho mình ăn, đó là cái phước. Pháp Hòa nói như vậy đó để đại chúng nhận ra rằng mình hoàn toàn có phước, nhưng mà ít nhiều và do mình phát triển cái phước đó, mình phát triển cái phước đó như thế nào. Ví dụ bây giờ mình được ăn phải không, đừng có khen chê, ăn biết thưởng thức, nó mặn nó cũng có cái ngon của nó. Mặn thì ăn ít một chút, lạc thì ăn nhiều một chút, vậy thôi. Còn còn không thì mình gia giảm sau đó tùy mình. Nấu ăn hay là nói chung là cuộc sống là nghệ thuật, thậm chí xin lỗi tóc mình chải mình cũng phải gia giảm thêm thắt chứ. Chải xong phải thêm cái nơ, quần áo mặc phải thêm cái khăn, cái cà vạt, giày cũng phải thêm. Nói chung là cái gì cũng phải có cái chút thêm thắt ngò tiêu đồ lên để cho nhìn có nó đặng đặng. Thì cũng vậy thôi. Quan trọng là chúng ta có cái phước biết nhìn để chúng ta gia giảm. Quan trọng là chúng ta có thấy được cái phước để chúng ta sống như thế nào. Mình có cặp mắt có phước đó. Nhưng mà giờ dụng cặp mắt này làm sao? Để cái phước nó tiếp tục nữa. Mình có cái miệng nói chuyện tốt, âm thanh khá tốt,
thì phải nói như thế nào để cái phước về cái âm thanh đó. Có nhiều vị văn chương rất hay, nhưng ngược lại cũng có cái giọng, lên nói cái giọng nghe nó không truyền cảm, mà chữ nghĩa thì rất hay, có thể viết lách. Có nhiều thầy học rất giỏi, nhưng mà lên đứng như một giáo sư dạy học thì dạy được, mà lên ngồi bàn như một vị giảng sư nói không được, nói không không nói không không hết bài nói, mặc dù vị đó hiểu biết rất nhiều. Thành thử bài viết mỗi người nó có cái duyên cái phước của họ. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng như vậy, để chúng ta có khái niệm về cái phước. Và chúng ta phải nhìn rằng những người xung quanh ta hay bản thân ta, nếu chúng ta có được cái gì đi nữa thì chúng ta phải biết rằng đó là một phần phước của mình. Hôm nay Pháp Hòa muốn muốn đọc một bài kinh cho đại chúng nghe. Ở trong kinh đó, Đức Phật có kể là một câu chuyện, nói chung là có một bài kinh ngắn nói về cái phước của một vị thiên chủ. Thiên chủ tức là bây giờ mình nói là thượng đế đó. Thì dân chúng ở cái vùng mà gọi là người Lichavi đến lễ Phật, hỏi Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết thiên chủ Saka không? Saka là tiếng Phạn và được dịch là thiên chủ, được dịch là ngọc đế, thượng đế, vân vân. Đức Phật trả lời: Này Mahali, là một tên một vị đó, ta biết Saka và các pháp tác thành Saka. Chẳng những tôi, Đức Phật trả lời, tôi biết vị thiên chủ đó, mà tôi biết lý do nào, cái pháp nào, cái do duyên do nào vị này được làm thiên chủ. Chính do chấp trì các pháp ấy, Saka được địa vị thiên chủ. Do cái vị này biết giữ những cái này, cho nên vị này được làm thiên chủ. Và bài kinh như thế này: Này Mahali, thở xưa khi thiên chủ Saka còn là người, vị này chấp trì và thực hành 7 cấm giới. Thế nào là 7 cấm giới? 1. Trọn đời hiếu dưỡng cha mẹ. Thì Đức Phật nói, chẳng những tôi biết cái vị thiên này, tôi biết vị thượng đế này, mà tôi còn biết được cái nguyên do nào ông được làm thượng đế. 1. Là ông này lúc chưa làm thượng đế, còn là người thường, biết giữ gìn một cái pháp gọi là gì? Hiếu kính cha mẹ. Trong kinh gọi là hiếu dưỡng. Chữ dưỡng á, là mình nuôi. Nhưng mà nuôi ở đây á, nó có 2 cách nuôi: nuôi vật chất, nuôi tinh thần. Cũng giống như hàng ngày chúng ta vậy đó, nuôi con là dưỡng đó, dạy con là giáo, cho nên gọi là giáo dưỡng. Mà mình muốn giáo dưỡng con là dạy nó. Thí dụ nó hổn phải chỉnh nó. Thí dụ Pháp Hòa thấy mấy đứa nhỏ nhiều khi đưa gì cho người lớn đưa tay, mà cái người Việt của mình là không chịu, vậy 2 tay, cho nên bắt nó đưa 2 tay. Thì bắt đưa 2 tay thì là giáo, dạy cho nó biết cái làm cái gì phải 2 tay. Ví dụ như nó ăn, nó cầm nó đũa lên nó ăn mình không mời, mình dạy nó lần sau con ăn con phải khoanh tay hay chắp tay, con mời ông bà cha mẹ dùng cơm. Tại cái đó là văn hóa của mình. Và cái văn hóa của mình là trường hợp như vậy, gọi là dưỡng, là giáo. Mình cho nó cơm ăn là dưỡng thôi. Cho nên 9 chữ cù lao đó, hôm trước mà có nói đây, 9 chữ cù lao là cúc, dục, dưỡng đó. Mấy cái chữ đó là đều tượng trưng cho 9 cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng con cái. Thở đây á, không phải là hiếu dưỡng con cái, mà hiếu dưỡng mẹ cha trọn đời. Thứ hai là trọn đời tôn kính các bậc gia trưởng. Gia trưởng ngày xưa đó là tại vì trong nhà ai cũng có một cái người lãnh đạo gia đình. Bây giờ mình nói bây giờ là người gia chủ. Nhà nào cũng phải có một cái người chính, giống như chùa phải có trụ trì. Gia đình phải có một người làm chủ nhà. Để làm chi? Để người đó phán xét quyết định mọi việc. Cửa tiệm á, phải có một chủ tiệm,
Còn nếu mà chủ tiệm không có là phải có cái người sếp ở trong đó, mình gọi bây giờ là manager hay là cái người mà quản lý ở đó. Nói chung là bất cứ ở đâu phải có một cái người đứng ra chịu trách nhiệm quản lý chỗ đó. Những gia đình giàu á, ngoài chủ nhà ra có quản gia. Quản gia là gì? Là cái người cai quản cái gia đình đó. Thì nói tóm lại, chúng ta sống á, chúng ta biết tôn trọng gia trưởng. Ví dụ như mình tới tới chùa, trên có trụ trì, dưới có tri sự. Tri sự tức là giống như phó trụ trì vậy đó. Mặc dù không là phó trụ trì nhưng mà cái người gia chủ, tri sự là người biết hết tất cả mọi việc lớn nhỏ trong chùa. Rồi đối với tất cả đại chúng, những người xuất gia trong chùa đó có một cái vị gọi là quản chúng. Quản chúng tức là quản lý tất cả những thành viên sống trong ngôi chùa đó. Ai đi đâu, giờ nào, về lúc nào, vị quản chúng phải biết. Bệnh duyên gì, vị quản chúng phải biết. Vị quản chúng phải báo cho tri sự. Cho nên trong mỗi bộ phận nó có một người quản lý. Mà mình đến đâu mình có cái sự gọi là gì, kính trọng như vậy thì tự nhiên mình an toàn. Vì vậy mà trong cái truyền thống của người Á Đông mình, muốn vô nhà nào ở, mua cái nhà mới, trước hết phải làm cái dĩa trái cây, bình hoa cúng. Cúng ai? Chúng ta thường gọi là cúng đất đai, cúng cái vị mà chủ đất đó. Có vị mới hỏi Pháp Hòa chứ, cái đó có thật không mà cúng? Pháp Hòa nói thật giả Pháp Hòa không biết tại chưa gặp. Nhưng mà theo Hòa nghĩ vậy nè, mình làm một cái gì, thí dụ một dĩa trái cây đâu có bao nhiêu đâu, để ra chừng 10 phút mà cúng vậy đó, tự nhiên cái tâm mình nó yên. Và đồng thời mình thấy rằng mình sống có trên trước, có thủy chung. Mình đến một cái chỗ đất mới mình ở, mình trình: hôm nay con dọn vô nhà mới con ở, nơi này mới con mới vào, con xin dâng hương hoa trình cho chư vị đất đai thổ địa ở đây. Thật sự mình nói khơi khơi như có ai nói ừ được ta nhận. Bỏ bỏ đi liền, không dám ở đâu. Nhà họ im lặng không nói gì hết, mình mới yên tâm là ở đó. Nhưng mà thật sự ra cái dĩa trái cây, một lời thư gửi đó không có gì hết, nó chẳng có là gì. Nhưng mà nó nói lên được cái tinh thần mình sống, mình biết trên dưới, biết trước sau, có thủy có chung. Cái người dọn ra là chung, còn mình mới vô là thủy. Mình ở cho tới ngày kết thúc mình dọn đi. Chữ thủy là khởi đầu, chữ chung là kết thúc. Thấy không? Vợ chồng mà sống chung thủy hay là thủy chung là vậy đó. Nghĩa là lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng sao đó. Thì đến cái phút cuối cũng vậy, lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng, ở mấy chục năm hiểu nhau quá quay cuồng trốn đi. Cho nên có thủy có chung là vậy đó. Cũng giống như mình dọn vô một cái chỗ mới, làm quen với hàng xóm, chiên chả giò. Người mình là dụ mấy người Tây chả giò. Chiên chả giò qua biếu: à, tôi mới dọn tới đây. Mà nhiều khi mình đi chơi, đi holiday tuần lễ, nói với người hàng xóm: coi nhà giùm tôi, tưới cây giùm mình, cắt cỏ giùm mình, xúc tuyết giùm mình, thậm chí dòm nhà tôi có ai lạ, rồi thậm chí nhờ họ nhận thơ giùm mình nữa. Thật ra quý vị thấy là mình sống của hàng xóm gì. Thì mình cứ nghĩ trong cái tâm linh đó, mình dọn vô cái chỗ đó cũng có các vị chủ đất. Mình không có mê tín, nhưng mà ở đây nó nói lên cái tâm. Cái tâm biết tôn trọng người còn kẻ mất, người khuất kẻ hiện tiền. Cho nên trong cái bài kinh Từ Bi nó có câu đó: nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, dù lớn hay nhỏ, dù xa hay gần, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài chưa sinh, những loài sắp sinh, những loài đã sinh, những loài có mặt, những loài không có mặt, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào. Đừng ai xem thường tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Cho nên mình đi xa mà nhờ hàng xóm yên tâm lắm, có hàng xóm coi ngó giùm mình.
Mình sống sao mà hàng xóm xúc tiết đúng ngay mí thôi, bây giờ qua tao lấn qua chút mình là biết là đó, thiếu chả giò đó. Mình thiếu lân mẫn chứ đâu, đôi khi thỉnh thoảng qua xúc tiết cho mà để những người già sát bên mình xúc tiết cho người ta. Nhưng mà rồi á, mình xúc tiết cho người ta nhưng mà người ta sẽ bù lại cho mình việc khác, tại vì người ta già ta xúc tiết đâu có nổi, thì người ta sẽ đáp mình bằng một cái khác là người ta ít đi đâu, mình cứ đi thoải mái đi, người ta nhà ta dòm ngó nhà giùm mình, thấy ai lạ lạ vô người ta còn bấm 911 giùm mình. Ví dụ vậy. Cho nên cái tôn kính gia trưởng ở đây nó muốn nói lên cái sự tôn trọng. Đến chùa có trụ chùa, hay mình đến trong bếp chùa có cái người coi sóc gì cái bếp đó, muốn phải muốn làm gì mình làm. Mình cái người người ta có một cái chùa hay là ở đâu người ta có một cái vị trưởng nhóm đó, thí dụ giờ mình tới mình muốn tưới cây trong một cái chỗ công cộng đó, mình hỏi ai là cái người chịu trách nhiệm về vườn cảnh ở đây thì người ta chỉ dẫn cho mình làm việc đó. À, bất cứ việc gì mình làm, cho nên người Mỹ họ rõ ràng lắm. Thí dụ như quý vị đi đi nhà băng, quý vị chỉ deal với họ những cái gì mà cái teller gây đó, là hỏi qua visa nó ồ cái này là department khác rồi, quý vị phải đi qua cái department của visa quý vị nói chuyện. Họ chỉ có thể check cái balance cho mình nhưng mà họ không thể giải quyết gì về cái vấn đề cái visa đó hết. Ta thành thử ra mỗi nơi nó có một cái department, nó có một cái người chủ của department. Ngay cả mình mở business account manager muốn nói về business phải gặp một cái người chuyên về business, một cái personal account thì cái người chuyên về cái đó, phần nào nó có phần đó hết, nó không có lộn xộn. Vì vậy cho nên cái chữ tôn trọng ở đây là để làm gì? Kính trọng gia trưởng là một cái từ chung, giờ ở đây muốn nói lên tất cả những người lãnh đạo từng cái bộ phận nào đó, chúng ta phải có cái sự tôn trọng. Để làm gì? Nhờ như vậy nó mới ngăn nắp, nó mới trật tự được. Dù mình tới nhà bạn mình chơi thân cỡ nào là thân, nhưng muốn làm gì phải hỏi người ta ăn tiếng, cái điều đó đương nhiên thôi. Thậm chí người ta mời mình đi ăn mà muốn dẫn thêm người bạn phải phone hỏi người ta: chị mời tôi ăn mà giờ có người bạn tới chơi đột xuất rồi tôi dẫn tới đi ăn chung được không?" Tự nhiên đâu không hỏi han gì xách người đó vô thì người ta không thoải mái, thì tự nhiên người ta cảm thấy thiếu sự tôn trọng. Cái đó cái phước, cái phước hiếu dưỡng cha mẹ, cái phước mà biết kính trọng người khác. Mà ở đời hãy mình kính trọng người khác thì người khác kính trọng lên mình. Có cái ông đó đó, hai vợ chồng ông ngồi ông chuốt hai cái dĩa bằng hai cái tô gỗ, hai cái muỗng gỗ, rồi đóng cái bàn gỗ nhỏ nhỏ vậy đó. Thằng con nó mới hỏi: "Ủa ba má làm gì vậy?" Nói: "Ông nội bà nội con nó già cả rồi, ăn uống đổ tháo tùm lum, mỗi lần ăn chung với ba mẹ gớm lắm. Bây giờ ba mẹ đóng cho cái bàn nhỏ nhỏ với cái tô bằng gỗ nè, cho hai ông bà nội con ra ngoài góc nó ngồi ăn, khuất mắt ba mẹ ăn cơm cho ngon." Thằng con nó mới nói: "Ồ, ba mẹ sau khi ông bà nội mà xài xong ba mẹ đừng có bỏ chén đó nghe không?" Nó hỏi: "Chi vậy con?" Nói: "Để nữa ba mẹ già con xài lại khỏi mất công con làm cái khác." Thì cái câu chuyện đó nó nói lên cái gì? Cái nhân quả thôi. Đó. Cũng giống như cái ông đó, ông nói thằng con hỏi: ba đóng chiếc xe bằng gỗ làm gì ba?" Nói: bà nội con á, già cả rồi khó khăn rồi dơ bẩn tùm lum hết á, ba chịu không nổi, giờ bà đóng chiếc xe gỗ bà đẩy bà vô rừng bà để trống vậy đó." Thằng con nó nói: "Ba để xong rồi ba xách xe về cho con mà đừng bỏ." Hỏi gì con? "Để nó mai mốt ba già con đẩy ba con khỏi đóng chiếc mới." Thật sự ra con nít nó đâu biết gì đâu, mình nói nó hiểu câu chuyện vậy thì nó nghĩ là một ngày nào đó ba già nó cũng sẽ tới cái chỗ này nè, thì con làm vậy đi khỏi mất công, thành thử ra ba xài mấy cái đó ba để lại cho con. Thì ông già ông nghe xong thì ông tỉnh. Nhiều khi một đứa con nít á, trong một cái lời nói vô tình của nó khai thị cho mình mà chính mình không hay. Thí dụ như mình biểu: "Con ơi hồi nãy má dẫn con đi chợ đó, má mua cái đó 30 đồng, lát về là ba hỏi con nói 2 đồng đó nghe không?"
nó ủa sao mẹ dặn con không được nói láo. Nó hỏi một câu nói rất đơn giản như vậy, cái tự nhiên mình giật mình. Cái đôi khi mình vô tình ha, mình nói những cái câu chuyện gì đó, mình dạy nó một câu chuyện gì đó, cho nên cái giáo đó, cái giáo là ngay chỗ đó đó. Dạy con từ thuở còn thơ là ngay cái chỗ đó. Cho nên đệ tử trong chùa mà họ mới vô tu, ngay từ đầu là mình phải có một cái nghiêm khắc nào đó, một cái quy định nào đó. Chứ hãy để có một lần á, có một vị hòa thượng dạy nè. Cái gì mà mình đừng cho nó làm á, thấy không? Thà là đừng có từ đầu. Xiết nó quá thì nó đòi hỏi. Mà cho nó hưởng quá đó, mà mai mốt rút lại nó chịu không nổi. Chứ quan trọng là mình có được cái nhìn là ở chừng mực nào. Ví dụ cho nó đi chơi, nhưng mà không phải chơi xả láng, mà cũng không nên không cho nó đi chơi. Tại vì không cho nó đi chơi thì nó có cái tâm gì? Muốn biết, tìm hiểu. Còn cho nó chừng mực thì nó vừa. Thứ hai là hiếu dựa, thứ hai là tôn trọng gia trưởng, thứ ba trọn đời nói lời nhu hòa. Con người mình á, tạo nghiệp ở ba chỗ: thân, miệng, ý. Mà đối với cái miệng á, nó có bốn cái lỗi: chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, cái đó là lưỡi hai chiều. Nói lời thô ác, chửi rủa, mắng xả là ác ngôn hay là ác ngữ. Ở đây ngược lại, chúng ta phải nói lời nhu hòa. Hồi nhỏ và nhớ có nhiều khi cha mẹ chửi con, chửi nhiều cái từ nặng lắm, mà nó thành một con thói quen. Một gia đình chửi con vậy rồi nó thành ra nguyên một cái làng xóm ai chửi con cũng gụng từ ngữ đó. Ở đây mình ít, không biết có không, tại vì mình không nghe. Tại nhà nào chửi nó cũng đóng cửa hết trơn, không có phải mở cửa như Việt Nam. Ở Việt Nam sáng ra là mở cửa hết trơn, cho nên chửi một đứa làng xóm từ trên dưới biết hết. Nhưng mà nói tóm lại là chúng ta không nên dùng những cái từ ngữ nghe nó có vẻ nó ác quá. Chửi rủa mắng xả người khác, nguyền rủa người khác, mà phải ngược lại, phải nói lời nhu hòa. Thì cái vị Ngọc Đế đó, cái vị Thiên Đế đó, được cái phước làm thiên chủ nhờ dùng cái từ ngữ nhu hòa. Cái kế đến là không nói lời hai lưỡi, như nãy vừa nói. Hai lưỡi là gì? Không phải là có hai cái lưỡi gắn vô gắn ra để nói chuyện, mà hai lưỡi là tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia, mà lúc nào cũng làm cho hai bên tranh đấu với nhau. Và nhiều khi á, cái đó là một cái nghiệp, một cái nghiệp cứ đi tới đầu này nói theo chuyện đầu này, nói đầu kia, mà lúc nào cũng gây sự xào xáo, mà mình không thấy cái đó là cái sai. Cái đó hồi sáng mình học tham sân si, đó là một dạng si mê, mà chính si mê cho nên mới tạo nghiệp. Con người á, mà ngược lại với si là minh, là tỉnh. Mà người tỉnh thì sẽ giảm nghiệp, chứ không có dám nói là hết nghiệp ha. Nhưng mà cái người tỉnh á, người ta sẽ giảm nghiệp, hoặc có giỏi hơn nữa là người ta dứt những cái nghiệp đó. Cái nào mà có thể dứt được người ta dứt, cái nào mà không là người ta giảm. Chứ người ta không dám những cái lời nói mà nó nặng hơn nữa. Cho nên cái nghiệp của cái miệng mình đó, ớn lắm. Nói dối nè, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác. Trọn đời tâm xa lìa cấu uế và sang tham. Cấu uế là tâm dơ bẩn. Sang tham nghĩa là mình bủn xỉn keo kiết. Thưa đại chúng, trong kinh nói sang tham nó có 5 loại. Một là sang tham chỗ ở. Thí dụ như mình đi tới đâu đó, mình ngồi trong xe, thật sự ra chỉ thêm một người nữa thôi, mình nhích một chút nữa đó, có thể ngồi đó, nhất định không cho lên. Không, chẳng rồi, đủ rồi, đủ rồi, không cho lên. Mà trong khi đó còn có người, rồi mình làm cho người ta rất là khó giải quyết. Một người này giờ nhét đâu,
Mà trong khi đi một đoàn, bây giờ lẻ lọt ra một người, cái người mà tổ chức người ta rất là khó, không biết xử sao. Mà ta không dám ép ai hết á, ta xin phép cho thêm người, mà giờ mình không cho lên rồi làm sao. Cho nên rồi làm rất là khó xử cho những cái công việc mà nhiều khi chỉ một chút xíu, chỉ cần mình nhích một chút là ra cái chỗ ở thôi, chỗ ngồi thôi. Có nhiều vị trong khóa tu cũng dễ thương lắm. Bây giờ năm nay đông quá mà người ta tới mà coi như là đăng ký giờ phút cuối không. Thôi, nếu mà vị đó không ngại, con xe nửa cái giường, con nằm sát vô trong, ngã lưng dài tiếng đồng hồ đêm đâu có sao. Thật sự ra một cái câu nói như vậy thôi, nó nói lên được cái tâm. Thật ra nhiều khi cái chỗ ngồi mình nhìn mình biết có thể ngồi được chỗ nữa đó, nhưng mà nhất định không cho. Sang tham có 5 loại ha. Sang tham chỗ ở, thứ hai là gì? Sang tham gia đình. Sang tham gia đình là sao? Nghĩa là nhiều khi á, mình không có cho người thân của mình phụ giúp ai hết trơn. Và có nhiều người thì khác á, thấy người ta khổ mà con mình giúp được, con ráng giúp cho vị đó đi. Nhưng mà có nhiều người thấy con mình giúp người khác chửi làm sao? Ngu, khôn nhà dạy chợ, vân vân, không có cho con mình giúp. Mà mình đâu có biết rằng cái đó là cái phước. Mình phải mừng là con mình nó sống mà nó biết thương người khác, nó biết lân mẫn người khác, nó giúp đỡ người khác chứ. Hoặc là ngược lại, mình thấy gia đình người khác hạnh phúc, mình ganh tị. Hoặc là mình đâm thọc cho cái gia đình nó luôn luôn xào xáo. Mấy cái đó đều thuộc vào cái này hết. Cái thứ ba là gì? Lợi dưỡng. Sang tham lợi dưỡng. Lợi dưỡng là gì? Tức là cái gì mà nó có thể nó tư lợi để mình, nó dung dưỡng cho mình là mình làm. Ví dụ như mình đi làm trong hãng, mình lấy một cái phần nào đó của chung làm tư lợi, lợi dưỡng cho mình. Hay là mình làm việc gì cho ai là chắc chắn có lợi dưỡng mình mới làm, còn không là mình không làm. Là sang tham. Sang tham tán thán. Người ta nhiều khi người ta giỏi vậy mà không bao giờ khen. Có gì đâu khen, có gì đâu hay, tôi làm cũng được nữa. Thật sự một lời khen đâu có gì, nhưng mà làm cho người ta phấn chấn tinh thần, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, người ta chịu khó người ta làm cho mình. Quý vị thấy con nít á, ăn thôi mà nó còn hai muỗng cơm đó nó không chịu ăn, mình khen sao? Trời, con giỏi quá, con quá giỏi đi, cho con ăn hết muỗng này là con nhất luôn. Nó nghe vậy cái nó ăn. Và nhiều khi quý vị thấy mấy người mà ta chạy marathon đó, ta chạy từ từ từ, mà khi nào mà gần tới đích đó là ta cố gắng. Mà người ta tới được đích là nhờ cái sự cổ vũ bên ngoài, vỗ tay lên cho người ta có lên tinh thần tán thán. Hồi đó có một cái con ếch đó, nó té xuống giếng, rồi nó cố gắng nó chồi chồi lên, đến khi nào mà nó lên trên được. Cuối cùng hỏi nó tại sao nó lên được trên này, nó nói tại vì nãy giờ ở dưới đó người ta la ó sùm, tôi tưởng đâu người ta tán thán tôi ráng lên, mà thiệt cả xứ dưới ta kêu xuống xuống, tại nó điếc nó không nghe. Nó thấy như này vỗ tay la sùm. Quý vị để ý con cua, nó nằm trong một cái hào, không bao giờ con cua bò ra khỏi cái thao. Tại vì con cua nó bò lên sắp là con cua ở dưới nó tìm cách nó kéo xuống, nó kéo xuống. Cho nên đó là có nhiều khi người ta nói mình sống sao giờ sống như con cua vậy, không bao giờ muốn cho ai hơn, thấy người ta hơn là kéo xuống. Thần nữ con cua nào mà bò ra được là con cua nó phải phấn đấu lắm. Chứ còn thường thường là hãy nó bò sắp lên là con khác kéo nó xuống, nó bò sắp lên là con khác kéo nó xuống. Mà ở đời nó ngộ lắm, thấy ta nghèo cái lại chia trò giúp đỡ thương lắm. Còn nhiều khi cầu nguyện đó, thôi chúc cho chị hết nghèo hết khổ, mà bữa nào người ta giàu khá khá tôi nghi nó lắm.
làm ăn gì đây đó. Chứ sao nó nghèo, sao nó đang nghèo sao, rồi bắt đầu ta giàu hơn nữa, bắt đầu nghi, nó khổ không? Chứ Phật tử mình vậy, có đôi khi Pháp Hòa nói này, có nhiều khi mình thấy một ngôi chùa phát triển, cái bắt đầu mình nói thôi chùa đó giờ giàu rồi đừng cúng nữa. Thật sự ra mình cúng vô đó mà cái ông thầy trụ trì đó đó, ổng dùng cái tiền mình đúng cho nên ổng mới xây dựng được, nghĩa là mình cúng là ổng xài đúng rồi. Cho mình cúng quá trời quá đất mà thấy cái chùa nó không có gì hết trơn á, đó là sao? Thì mới biết là ổng biết ổng xài gì, phải không? Còn đằng này cúng bao nhiêu là chùa mỗi ngày mỗi phát triển, nghĩa là ổng không có xài cái tiền đó bậy. Mình cúng mà ổng có ổng làm, ổng làm thì ổng làm cho chúng. Cho nên với cái nhìn của Phật tử, chùa phát triển được là cái vui của mình, là cái mừng của mình, chứ không có mình không có phê phán, thậm chí còn nói một câu tôi nghi lắm, không biết tiền để đâu ra, có đâu tài trợ gì đó, vân vân. Cho nên mình nhớ là có nhiều khi trong cuộc sống của mình bị những cái gọi là sang tham đó, nó len lỏi trong những lời nói, trong tâm niệm của mình mà chính mình không hay không biết. Sang tham chỗ ở, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham tán thán, và cuối cùng là gì? Làm cho vật tịnh thí rơi rớt. Đó cũng một dạng sang tham. Rơi rớt là sao? Mình của người ta cúng vô đó, mà người ta đóng góp vô đó mà mình không biết chi dùng. Phong và ví dụ, có 20 người ăn à, mà không có, mình không có đoán được, mình không có biết cái lượng á, cứ nhắm mắt nấu, làm ra 70 người ăn, ăn không hết đem đổ. Còn nếu mình biết lỡ nấu nhiều phải không, phải tìm cách chia ra cho mọi người được ăn. Nếu nấu nhiều cũng không sao hết á, nhưng mà một là mình cất làm sao đó đông lạnh sao sao đó để dành lần sau có xài, còn nếu không nữa chia ra cho mọi người được hưởng, chứ không nên để bỏ thùng rác. Đó là Pháp Hòa nói có rất nhiều thứ mà đôi khi trong cuộc sống này chúng ta không có biết. Quý vị biết á, mỗi năm á, chúng ta đều làm cái chương trình Food Bank, là ngân hàng thực phẩm, mà đâu phải tự nhiên mà có đâu, mình phải đi mua. Ở trong Safeway hay là Seven Food á, họ pack từng pack sẵn vậy nè, họ bán cho mình một gói, một cái phần về khoảng 50 đồng, trong đó có một lon này, một gói mì gì đó, một phát, nhiều khi mình không biết cho gì, họ phát sẵn cho mình luôn. Mình muốn cho phải không, mua một phát này 5 đồng nè, 10 đồng nè, bỏ vô trong cái phần food bank đó. Đồ chơi, quần áo, những gia đình nào mà low income mà đã từng ăn tiền chính phủ qua cái chương trình đó đó, mỗi cái mùa lễ Noel họ gửi thơ đi hết. Họ báo là năm nay có chương trình cho đồ chơi, cho quần áo, cho này kia nè. Và quý vị nào có nhu cầu là đi tới những cái center đó để nhận. Người ta phải bỏ tiền của ra người ta làm chuyện đó. Rồi quý vị biết thậm chí quà của con nít á, quý vị cho vô đồ chơi, một cái bang đồ chơi cho con nít, tại có những gia đình người ta có con mà người ta nghèo, người ta không có tiền mua. Và không muốn cho những trẻ em á, đến cái mùa này là cái mùa nhận quà cáp mà nó buồn, nó không có quà gì nó nhận. Người ta tổ chức ra là những cái chương trình cho quà, mình cho quà. Và người ta kêu gọi mọi người á, đến gói quà chứ không phải cho khơi nữa đó. Không phải cầm quà đưa nó khơi khơi đâu. Gói là đàng hoàng. Để chi? Để nó đi đúng cái phong tục là đến cái đêm Noel mở quà. Nhà nào mà theo cái truyền thống ăn ăn lễ của Tây phương là đều có đem 24 tập hợp ở các gia đình để mở quà hết, thì những đứa con nít đó nó chỉ nghèo thôi nhưng mà nó vẫn biết được cái truyền thống đó, cuộc sống đó. Cũng giống như ở Việt Nam mình, cái Tết dân tộc, đứa con nít nào đâu biết Tết, và đứa con nít nào nó cũng thích đồ mới hết. Cho nên mùa Tết mà mình nghĩ tới những đứa nghèo, mua cho nó một bộ đồ mới nó mặc, mua cho nó những món quà, đó là cái mà mình nghĩ tưởng tới nó. Chút xíu mình nói tới cái bố thí đó. Thì mình nhớ là khi mình nhận cái quà đó, nó không có phung phí, nó ôi của này của cho mà. Không phải đâu.
Nếu người ta không cho là phải làm gì? Mình phải đi mua. Mà mình đâu biết rằng người khác phải mua để làm quà cho mình. Cho nên ngay trong chùa, mặc dù mình xài không có gì mình mua, nhưng mà phải nhớ rằng mình không mua, nhưng mà hàng chục, hàng trăm người khác mua để mang vào, thì mình không có nên phung phí như vậy. Nó rơi vào một cái tâm niệm là sang tham vật chất. Là vì sao? Là vì chúng ta không, chúng ta đã xài phung phí mà chúng ta không biết được cái công sức của người khác. Cho nên Pháp Hòa ở đây mấy chục năm chứ không dám phí gì hết. Thật sự mình phí ai biết? Tổn giảm cái phước của mình, chứ đâu phải bình thường. Còn cái chuyện mà mình muốn xài sao đó mình xài. Nhưng mà mình nhớ là nếu mình muốn kiệm cái phước thì chính giây phút đó là kiệm cái phước. Nước uống người ta để free cho uống đó, cứ việc lấy uống đi, mà uống đâu dục đó, nửa chai nửa chai. Rồi mai mốt mình ở một cái quốc độ nào đó mà nước cũng không có để mà uống, một giọt cũng không có. Quý vị đã từng thấy trên những cái quốc gia mà ta chiếu trên tivi, một giọt nước sạch để mà cũng không có để mà uống. Còn bây giờ mình có quá chừng nước mà mình không biết giữ gìn, thì cái đó mình tổn giảm cái phước của mình. Cho nên một cái vị thiên chủ, một cái người mà có phước được làm một cái vị trời đó, đó là do họ biết cái gì? Họ biết kiệm cái phước ở cái chỗ tâm họ thì xa lìa những cấu uế. Cấu uế là gì? Tâm lìa những cái nghĩ gọi là bất thiện. Đời sống thì không sang tham, tâm thì không nghĩ điều bất thiện. Ví dụ như bây giờ mình thấy người ta làm ăn được, tại sao mình lại cứ nghĩ là người đó đang làm chuyện mờ ám? Tới lúc nào mình cũng nghĩ những cái xấu gì cho người khác, mình hoàn toàn không chắc, không xua. Thì cái đó nó nhiều khi nó làm nó tổn giảm cái tâm mình. Có một lần có một vị hỏi Pháp Hòa, thấy con chó, cái thì người khác cưng nó, thương chăm sóc nó, thì mới phê phán một câu: nó là súc sinh mà mắc cái gì mà phải thương dữ vậy? Thật sự ra mình nói vậy cũng có gì hết á, nhưng mà khi nói vậy rồi cái nó tổn giảm trước hết là lòng từ của mình. Nếu mình nhìn được con vật, nó cũng giống như mọi con vật khác thôi, con người thôi, con vật kêu con người, nó cũng là một loài động vật, mình cũng là một động vật. Nhưng mà động vật mình á, với so với cái động vật con thú á, thì động vật này thông minh hơn, đời sống văn minh hơn, chứ nó cũng động vật. Cho nên trong tất cả những loài động vật, con người là động vật tối cao. Chó mèo cũng động vật, quý vị thương nó biết không? Quý vị ghét nó biết không? Mình nuôi nó riết, mình nói nó nghe không? Nó hiểu không? Biết hết. Nhưng mà vì cái nghiệp của nó không nói ra thành lời thôi. Nhưng mà nó có biểu cảm, nó có biểu lộ cho mình biết nó đang muốn gì, đang buồn, đang vui làm sao. Nó vui quá nó vẫy cái đuôi, nó nhào vô người mình nó ôm, phải không? Nó buồn nó hét lên cái tiếng khóc, vân vân. Vậy thì nói một câu nói đó tổn giảm lòng từ, mà mình làm cho cái người thương ngứa chăm sóc nó cũng cũng bị một cái hurt, cái đau. Cho nên tán thán không có nghĩa là mình định bợ, mà mình biết tán dương những gì người khác làm, mình biết trân trọng những gì người khác làm. Quý vị biết là nhiều khi con mình á, nó đi vô trường nó học á, nó ăn, nhiều khi nó về nó cố gắng nó làm nguyên ngày trời đừng có cái bánh á, nó đem ra nó tặng cho mình. Trời ơi, tưởng gì làm nguyên ngày nhỉnh bánh thấy ghê. Chắc là quý vị thấy không, mà ngược lại mình phải trân trọng, mình thấy là nó đã cố gắng, nó nghĩ tưởng tới mình. Mấy chú ở Châu Hòa có một chú tiểu đi học ở trong trường đó, là dạy industrial, là nắn tượng đó. Trời ơi, chú lấy cục đất chú nắn cái tượng Pháp Hòa, nhìn không có ra Pháp Hòa mà ra phát quả phát gì đó. Nhưng mà thật sự ra đó, mình rất là vui. Là vì tại sao khi người ta nói rằng lấy đất nắn một cái gì đó, nó không nghĩ ra nó nắn cái gì mà nó nghĩ tới thầy, nó nắn ra hình tượng của thầy. Cái mình phải nhận ra cái chỗ đó. Cho nên nó đem về Pháp Hòa vẫn để trong phòng của Hòa Chưng. Rồi mấy đứa nhỏ nó vẽ hình,
Nó vẽ vừa rồi, cái khóa tu vừa rồi nó vẽ Pháp Hòa ngồi giữa, vẽ thầy Đức Tạng, vẽ thầy Tịnh Tạng, mà mặc dù không giống nhưng mà mỗi người có một cái đặc điểm, nhìn vô là biết liền, vẽ thầy Đức Tạng có nốt ruồi vậy là biết thầy Đức Tạng. Vẽ thầy Tịnh Tạng bự to đeo mắt kiếng vậy, vẽ chú Trung Chánh ốm nhôm đeo mắt kiếng vậy, vẽ không giống nhưng mà nhìn vô biết. Pháp Hòa thích cái hình đó quá, và nó dán ngay chánh điện đi, dán ở phía sau ngay chánh điện. Nó nghe nó nói thiệt hả thầy, nó không ngờ là mình biết trân quý cái tác phẩm của nó. Có một em nó bay từ ở San Jose qua, nó qua để làm gì, nó có cái nghề vẽ, bây giờ nó đem hết đồ nghề nó qua rồi, nó muốn vẽ, giờ trời đất ơi chỗ đâu cho nó vẽ. Nó thôi con vẽ vô cái thùng kho của chùa, về cái kho, ngay cái kho sách của chùa, con vẽ đi. Kêu nó vẽ hoa sen, nó hoa sen bự quá vẽ không nổi, vẽ rồng được không? Thôi muốn vẽ gì đó vẽ. Thì Pháp Hòa ở đây Hòa nói thưa đại chúng là cái tâm tán thán của mình đó. Khi mà mình làm những cái việc mình có cái phước nha, nhiều khi mình làm việc đâu đơn giản thôi, không có làm gì quy mô rộng lớn mà theo người ta biết quý trọng cái đó, do cái phước là mình biết tán thán người khác. Cho nên đó, Phật giáo đó, dạy chúng ta bằng cái tâm tán thán đó, bằng cái hình thức là mỗi ngày lên tán Phật. Trước khi đảnh lễ Phật là phải tán dương Phật. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Xương dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Đó là mình tán dương Phật. Đại từ, đại bi thương chúng sanh. Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài. Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm thành đảnh lễ. Đó là tán thán đó. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Tán thán đó. Rồi tán thán Đức Quan Âm. Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Không đau cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền vong cứu độ đời. Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân châu. Bốn câu đó bằng tiếng Hán, mà sư ông Làng Mai dịch bốn câu đó ra bằng tiếng Việt. Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền vong cứu độ đời. Chúng ta học cái hạnh tán tán hướng dẫn cho chúng ta có cái tâm tán thán. Ngay cả ngày một Kiền Liên cứu mẹ, Phật cũng phải khen, dầu ông thần lực nhiệm màu, tốt lắm. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên vương. Cộng ba cõi sáu phương tụ tập, cũng không phương cứu tế mạng mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Cái hợp lực, cái đoàn kết. Cho nên mình ai trong đại chúng mà làm cái gì chúng ta tán thán rồi thì mình được hưởng nữa, chê bai người ta khỏi làm, thì mai mốt mình hốt xô rồi mình làm một mình làm hết cái nổi quạo. Nổi quạo cái lâu lâu cái người ta gặp mình đâu, người ta tu pháp môn gì kính như viễn chi, kính mà phải xa chứ không dám tới gần. Cuối cùng mình là cái người đơn độc lẻ loi mà mình lại ôm cái khổ nạn khổ lụy cho mình, chi cho nó khổ vậy. Thành thử ra chính mình làm mình mất phước chứ ai đâu. Mình khen người ta làm cho mình sướng không, chỉ một lời khen mà được phước, lời chê mất phước, khỏi ai làm gì hết. Rồi sống với tâm bố thí, hồi nãy là xa lìa được cái tâm cấu uế sang tham, bây giờ sống với tâm bố thí. Bố thí có 5 cách. Một là bố thí cho người xa đến. Thí dụ như Pháp Hòa lâu lâu về đây 1 lần quý vị cho ăn ngập mặt.
Nói theo thế gian ăn ngập mặt, bố thí cho người ở xa đến. Cho nên ai ở xa mình phải quan tâm. Ai ở xa đến, ví dụ như Phật tử đây Winnipeg xuống, hỏi người ta ăn cơm chưa, ta nói giờ tôi sửa sẵn lái xe về, phát đồ cho ta đem theo. Thật sự ra gói bánh gói cơm nó không có gì hết á, nhưng mà nó bao nhiêu cái ân tình ở trong đó, bao nhiêu cái đẹp, cái tình thương nằm trong đó, tại sao mình không làm? Cho nên bố thí cho người ở xa đến, bố thí cho người sắp đi xa. Người ta ở xa đến rồi, ta vừa đến không, hỏi ở đâu đến, nó dạ tôi Winnipeg đến, nhìn đồng hồ cũng đúng giờ cơm, quý vị dùng cơm chưa, mời quý vị dùng. Rồi giờ người ta nói thôi tôi chữa soạn tôi ra về, quý vị lấy thêm ít thức ăn, bánh kẹo nước nôi gì đó gửi cho người ta. Bố thí cho người ở xa đến, cho bố thí cho người sắp đi xa, bố thí cho người yếu gầy ốm, bố thí cho người đói khát, cuối cùng là bố thí cho người có trí tuệ. Hồi nãy là bố thí cho những cái người mà cuộc đời họ ốm gầy bệnh tật vân vân, nhưng mà tại sao người trí tuệ bố thí? Mình giúp đỡ cho họ để họ phát huy cái tài năng của họ. Nhiều khi họ có tài nhưng mà không có sức, thì mình phải giúp cho họ. Quý vị biết ở bên Việt Nam á, có những người người ta rất là giỏi Phật Pháp, dẫn những giỏi Phật Pháp mà giỏi dịch kinh nữa. Bây giờ nếu mà người ta mình muốn người ta dịch kinh để truyền cho người sao hiểu kinh tiếng Việt, mà bây giờ nếu người ta lo người ta dịch kinh thì người ta không đi làm, người ta không có tiền, người ta nuôi sống gia đình ta, thì ở đây mình hùng tiền lại, mình giúp cho các vị đó yên ổn cuộc sống hàng ngày, để họ đầu tư thời gian họ trong công việc dịch kinh. Pháp Hòa đã từng trợ giúp những cái trường hợp như vậy, và mình rất là quý những vị đó. Tại vì Pháp Hòa thường hay nói quý bác, quý cô, chú có khả năng cố gắng. Tại những vị này ngày xưa có một quá trình Phật học rất là sâu, nhưng mà tại vì đời sống họ phải bươn chải đi làm, nhưng mà khả năng rất có. Từ khả năng tiếng Việt, khả năng dịch thuật, khả năng Hán học. Chỉ có cái điều là đời sống gia đình họ phải đi làm thôi. Thì thôi mình trợ duyên để cho các vị yên tâm phần gia đình họ, để họ lo công việc này cho mình. Cho những người mà người ta có khả năng mình phải đầu tư phát huy. Mà rất là nhiều cái trường hợp như vậy chứ không phải là một. Thì ở đây cái vị này có cái tâm bố thí như vậy, kế đến là hoan hỷ thí xã, nhiệt tình đáp ứng các nhu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. À, quý vị thấy không? Phải hoan hỷ thí xã, cho phải vui nữa. Cho mà không vui, và vừa cho mà vừa phiền não, lăng nhăng, đã ăn còn xin, làm tôi tốn hộp, tốn bao, thí dụ vậy. Phân phối vật bố thí, tức là của có của phải phân phối ra. Nhiều khi Phật tử cho qua cái gì nhiều quá, một mình quá đâu có xài hết. Thấy quý bác, quý Phật tử cần. Vừa rồi là mấy vị cho qua mấy chai thuốc đau, đau nhất. Là thấy mấy cô trong chùa ai cũng đau nhất, mà mình thì cũng đau nhất mà không đến nỗi. Thôi tặng cho quý vị, mà khá quý vị uống ai cũng cũng có tác dụng. Bây giờ đang ùn ùn đi order thêm. Mà Pháp Hoàng nghe vậy mà vui lắm. Tại vì mình biết là cái thuốc đó nó work với người ta. Thật sự ra thuốc nhất là nó rất nhiều thứ. Ai cho Pháp Hoàng cái gì mà cũng về quảng cáo hết á. Nhưng mà người hạp người không. Mà mình thấy người nào mà ta hạp được cái thuốc đó mình mừng. Người ta uống người ta hết bệnh, người ta khỏe một phần nào cũng tốt. Vì cho nên mình phải phân phối vật bố thí. Rồi cuối cùng là cho đến trọn đời chân thật, trọn đời không phẫn nộ. Mà nếu lỡ phẫn nộ thì sẽ mau chóng tiêu trừ. Nếu mà lỡ mình có nổi giận á, giờ mình nói theo người Việt, giận 5 phút thôi, buồn 5 phút thôi. Thì đó là cái bài kinh mà cái vị thiên chủ sở dĩ họ được làm vua cõi trời, làm sếp ở cõi trời, không phải tự nhiên, không phải do đút lót, không phải do có tiền mua chuộc, mua chức,
mà do họ phải có huân tập một số cái phước lành nào đó trong đời này thì họ mới được như vậy. Cho bây giờ mình ngồi mình nhìn lại, chúng ta trong đời này chúng ta được cái gì đó là chúng ta biết rằng đời trước mình có làm cái đó. Quý hòa thượng, quý thầy hay nói Pháp Hòa đó, có lẽ đời trước Pháp Hòa gieo duyên nhiều với chúng sanh, cho nên đời này mình được gần gũi chúng sanh rất là dễ dàng. Mọi người, nếu nói về cái học, mình có học gì đâu, giỏi cũng chả có gì giỏi, nói chung là không có gì đáng khen đáng thưởng hết, người ta thấy tội nghiệp. Thì mình biết rằng cái tâm hàng ngày mình, cái tâm mình lân mẫn, mình tâm mình lân mẫn với mọi người, nó có cái duyên với chúng sanh. Cho nên một cái vị xuất gia mà tâm không nghĩ tưởng tới chúng sanh, tới những tín Phật, những tín đồ, những Phật tử đó, phải không, thì mình sống mình không có cái tâm với họ thì mình sẽ giảm đi cái phần duyên đó. Cho nên một vị nào đời này mà quý vị thấy như những vị hòa thượng của mình, quý vị thấy quý ngài đi đến đâu quá chừng Phật tử người ta kính ngưỡng, người ta tôn trọng, như hòa thượng Trúc Lâm, tức là hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Làng Mai, hòa thượng Nhất Hạnh gì đó, hay là hòa thượng Trí Tịnh, vân vân, những bậc tôn đức của mình. Mình nhìn vào cái hình ảnh quý ngài để mình biết rằng quý ngài có kết duyên với chúng sanh. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ngài Trí Tịnh, ngài đâu có đi đâu đâu, ngài rất ít đi đâu, mà ngài hầu như không ra khỏi chùa chứng trai tăng gì hết á. Nhưng mà tại sao đâu cũng biết ngài? Ngài dịch kinh. Không một ngôi chùa nào hay một ngôi nhà Phật tử Việt Nam nào mà ít nhất không có một quyển kinh của ngài dịch. Ít, nếu không có cuốn Địa Tạng thì cũng thế nào cũng có cuốn Pháp Hoa. Nếu không có cuốn Pháp Hoa thế nào cũng có cuốn Địa Tạng. Đó là hai cuốn kinh căn bản nhất Pháp Hoa nói. Chứ còn ngoài ra là kinh Hoa Nghiêm nè, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh Bảo Tích. Những bộ kinh đó là những Phật tử nào có tu tập, có nghiên cứu thì mới có thôi. Phần lớn là đặt căn bản là có cuốn Địa Tạng, cuốn Pháp Hoa. Hay thậm chí quý vị tụng những bản kinh Di Đà cũng do ngài dịch. Thành thử ra đời của ngài là đầu tư hết vào công việc dịch kinh. Mà nhờ cả thế giới, hãy nơi nào có người Việt, ít nhất sẽ có một quyển kinh do ngài dịch. Cho cái phước á, mình tụng kinh của ngài dịch á, ngài cũng được cái phước. Và đồng thời là gì nữa, ngài kết cái duyên pháp với mình. Cho nên đời kiếp nào mình sinh ra, nếu còn trong Phật pháp, thế nào mình cũng gặp ngài ở trong một pháp hội nào đó, ở trong một cái duyên nào đó, mình sẽ được gặp ngài trở lại bằng mọi cái hình thức trong Phật pháp. Có thể do dịch kinh, nghe thuyết pháp. Cho nên thưa đại chúng là qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng từ một cái người ông Ngọc Đế Thiên Chủ cho đến những người bình dân lê thứ như chúng ta, không có cái gì chúng ta có mà không phải do nhân quả, hay nói cách khác là do cái phước lành, do cái duyên phước mà chúng ta tạo. Không có bình thường. Ngay cả đời này quý vị thấy mình có ăn, mà ăn ngon, ăn nhiều nữa thì biết là có phước. Nhưng mà không phải rồi lấy cái phước này bố thí, làm mà không có bủn xỉn, làm cho tất cả mọi người cùng ăn, thì cái phước đó không mất. Quý vị biết á, nhiều khi mình bố thí, mình nghĩ cho số nhiều, mua một lần cả 100 tấn gạo cho, mà cho gạo ăn không được. Trên hình thức là có cho người 5 ký, 10 ký hết, mà về ta nấu ăn không được. Thà là làm mình mua tiệm gạo mắc một chút đi, cho mà người ta ăn được thì người mình mới có cái phước, và người ta cũng không bị mắc cái tội nữa. Người ta ăn không được ta làm gì? Ta dũa mình. Trời ơi, cho mà ăn không được, thành thử ra cái người đó mắc cái nghiệp, đã được cho mà còn dũa người cho nữa, thành thử tội họ. Thật ra cho người ta là phải make sure là người ta còn ăn được. Có nhiều khi cái đó nó hư rồi, đem ra cho tại tiếc rồi bỏ uổng, đem ra đưa người ta mà về ta cũng bỏ thôi, ta đâu có ăn được đâu, phải không? Thành thử ra có nhiều vị cũng hướng dẫn cho mình, chỉ cho mình, hễ bố thí
Nhất là về vấn đề ăn uống thì chúng ta phải make sure, phải chắc chắn rằng những cái gì mình cho mà người ta còn sử dụng được, người ta còn ăn được. Thà là mình cho ít chút, mắc một chút mà người ta có thể ăn được, còn không thì người ta không thể ăn. Thì qua bài kinh này đại chúng nhớ có 7 điều ha. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, hai là kính trọng gia trưởng, ba là nói lời nhu hòa, bốn là không nói lời hai lưỡi, năm là tâm xa lìa cấu uế sang tham, sống với tâm bố thí, hoan hỷ nhiệt xả. Là sao? Bảy là nói lời chân thật, không phẫn nộ, mà nếu phẫn nộ thì cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Cho nên ví dụ đời này mình có một cái tâm, mình có cái tánh, mình buồn, giận gì đó, nói xong rồi thôi, quên xả hết, đó cũng cái phước. Có nhiều người nóng nói rồi để trong lòng, không có xả ra được, thì cái hiềm hận nó không nguôi. Thành thử Đức Phật dạy á, nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, la tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó đánh tôi, la tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Trong kinh Pháp Cú có những cái câu như vậy đó, gọi là phỏng song yếu, hai cái nó song song với nhau. Cái mình làm thì mắc cái này, cái xả được được cái này. Thì thôi Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng nhân cái ngày trong cái mùa báo hiếu này, thì chúng ta học cái bài kinh để nói về cái phước của một vị thiên chủ. Mà cái phước này chúng ta nghe qua chúng ta thấy rằng đâu phải ổng mới làm được, chúng ta cũng làm được, dù không hết 7 phần nhưng chúng ta cũng sẽ làm được một phần nào đó, để chúng ta dù không được làm mà gọi là chủ thì cũng được làm dân ở đó, hay được làm phó, được làm gì đó. Nhưng mà cái chữ làm ở đây là không phải chúng ta muốn, chúng ta cứ làm phước thôi, rồi cái khi cái phước nó đủ tự nó tụ vậy thôi à. Cho nên mình làm cái gì không bao giờ mình suy nghĩ là ồ mai mốt mình sẽ thành cái gì, khỏi lo. Cứ mình cứ tâm tâm niệm niệm mình làm đi, rồi mọi việc nó sẽ có cái gì, nó có cái khuôn hết rồi, nó sẽ đi vào cái đó thôi, mà không cần một cái tâm niệm phiền bận nào mình phải lo hết. Thì được như vậy đó, ngay khi chúng ta làm mà tâm chúng ta không dính mắc, chúng ta không cần phải nói nè tôi bố thí nè, mai mốt tôi làm thiên chủ. Thì khi mình làm như vậy đó, ta chưa thấy mình làm phước gì mà ta nói nổ quá. Mà khoe quá, mà biết đâu mình làm một cái điều phước nhưng mà bù lại mình cái lỗi lầm nó nằm trong đó cũng có. Cho nên nhiều lúc mình làm không khéo, công với tội nó ngang nhau. Cho thì cũng có cho đó, mà ngược lại rồi xong rồi mắng xả người ta thì nó bù lại đấy thôi. Nó vướng vào cái lỗi gì, nói lời thô ác thay vì nói lời hiền hòa. Cho nên bố thí là một việc, mà đi đôi với cái bố thí là gì, là ngôn ngữ mình dùng trong khi mình bố thí. Ngôn ngữ mình dùng trong khi mình bố thí. Nhiều khi mình cho người ta mà cái lời lẽ của mình sỉ nhục người ta, phỉ báng người ta thì nó mất, nó được phần này nó mất phần kia, cái cuối cùng nó xác xớt qua trang lại hết trơn. Cho nên mình phải cẩn thận cái đó để chúng ta trọn cái phần phước của mình. Chúc đại chúng có mùa Vu Lan an lạc. Rồi đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.